Da này thì cơ bản lắm. Làm dưới sức đẹp Tết. Hôm nay tranh thủ lên là mừng rồi. Chị Dung cũng định nhắn tin hỏi thăm mẹ cái da phát này sao. Còn ăn Tết. Tết nay có đi đâu không chị Minh? Hôm nay làm mà chưa hết liền á chị. À, không em, tại vì là hôm nay nhiều quá, chị khui mụn ẩn nhiều, da hơi hồng một xíu. Mấy bữa về thì nó đẹp liền, còn hôm nay thì lấy về chắc khoảng 2 ngày sau ha. Thì chị Dung sẽ ráng lấy kỹ hết cái ẩn ở dưới cho da cho em á. Trước Tết lên lần nữa. Dạ, thu xếp trước Tết lên lần giúp chị. Để về ăn Tết cho nó nổi. Chị ơi, 28 Tết là em nghỉ ha chị Minh. Mình tranh thủ lên ha. Thank you.
lát nữa về nhắc mẹ uống thuốc nha con. Ừ. Sáng mẹ quên uống thuốc mất tiêu rồi. Lát hôm qua chị Huyền hả? Chị Minh? Không, em vẫn đang bận. Bữa nay lên đây đâu có báo. Biết mà không bé giận đó. Ừ. Vô thành nơi thấy em hai đang ngủ. Em hai kêu mẹ. Thương không? Tưởng gì là mẹ. Ừ. Thương đó.